Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo công bố chỉ số cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tuyên Quang xếp thứ 34 trên 63 tỉnh thành phố, tăng một bậc so với năm 2020. Theo đó, năm 2021, Tuyên Quang có 4 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh thành phố. Cụ thể, chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp thứ 1 trên 36 tỉnh thành phố, xây dựng tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, công tác chỉ đạo điều hành xếp thứ 14 trên 63, cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 17 trên 63. Đặc biệt, năm 2021, chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của địa phương tăng 22 bậc, từ vị trí 54 lên 32. Trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng cao nhất là nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn gần 60%, ngành khai khoáng tăng trên 34%, tiếp đó là sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng gần 26%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng trên 22%. Kết quả đạt được là do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực, mở rộng sản xuất đối với sản phẩm có thị trường tiêu thụ để bù đắp các sản phẩm thiếu hụt, chú trọng phát triển kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tốc sản phẩm đảm bảo các đơn hàng đúng tiến độ đề ra. Năm 2022, Tuyên Quang phấn đấu có thêm trên 12.000 hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Hiện nay, việc thu hút các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các nhóm hộ đang được ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực thực hiện. Ngoài đồng hành về mặt kỹ thuật, nhóm hộ sẽ nhận được sự hỗ trợ về kinh tế để thực hiện mời chuyên gia đánh giá. Trong số diện tích rừng được cấp chứng chỉ mới trong năm nay, đều có sự đồng hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã như Woodland, An Việt Phát, Phú Lâm, Phú Thịnh. Hợp tác xã An Việt Phát đang tích cực triển khai chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Việc liên kết, phối hợp quản lý và cấp chứng chỉ sẽ nâng cao giá trị của rừng, góp phần cho kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và môi trường. Ông Thanh là một trong hàng trăm hộ dân tại xã Minh Thành vừa được tham gia tập huấn về quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC do Hợp tác xã Lâm nghiệp An Việt Phát và Hạt Kiểm Lâm huyện Sơn Dương tổ chức. Với ông, được tham gia vào chuỗi liên kết với hợp tác xã này không chỉ giúp nâng cao giá trị gỗ rừng trồng mà còn giúp bảo vệ môi trường khi các thành viên chấp hành 10 nguyên tắc của FSC khi tham gia nhóm chứng chỉ. Tôi được tham gia chương trình hội nghị tập huấn về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC và 10 nguyên tắc của FSC khi tham gia nhóm chứng chỉ do Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Phát, Hạt Kiểm Lâm huyện Sơn Dương tổ chức. Sau này hợp tác xã sẽ tận thu toàn bộ sản phẩm rừng trồng và nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh rừng trồng cho người dân trên địa bàn xã Minh Thành nói chung và thôn Quang Thanh nói riêng. Và sau khi đã tham gia nhóm FSC của hợp tác xã, Hợp tác xã Lâm nghiệp An Việt Phát thuộc tập đoàn An Việt Phát chuyên xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng và thực hiện liên kết cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC để xây dựng vùng nguyên liệu cho dự án nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Hợp tác xã đã triển khai liên kết xây dựng vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC tại huyện Yên Sơn với diện tích trên 11.000 hectare. Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các hộ gia đình cá chân trên địa bàn huyện, dự kiến là trên 10.000 hectare trong giai đoạn năm 2021-2025. Sau 2 tháng triển khai đến nay, thì Hạt Kiểm Lâm đã cùng với Hợp tác xã An Việt Phát tuyên truyền tập huấn cho trên 200 lượt người, bao gồm cán bộ chủ chốt cấp xã, các trưởng thôn về nghiệp vụ quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chấp thuận chủ trương cho Hợp tác xã Nông nghiệp An Việt Phát triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn huyện Sơn Dương tại 10 xã. Thì đến nay thì tập đoàn Hợp tác xã An Việt Phát đã triển khai các cái bước làm việc với lại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Sơn Dương cũng như là triển khai các cái buổi tập huấn đối với các cái cán bộ chủ chốt và các trưởng thôn trên địa bàn của 10 xã. Và tiến tới thì Hợp tác xã Nông nghiệp An Việt Phát sẽ triển khai các cái bước tiếp theo là tập huấn đến tuyên truyền đến hộ gia đình để làm sao mà các hộ dân khi tham gia chứng chỉ rừng thì nâng cao được giá trị sản lượng của rừng trồng cũng như là được nâng cao về cái nhận thức cũng như của người dân khi tham gia chứng chỉ rừng, giúp người dân nâng cao được thu nhập từ sản xuất rừng trồng. Từ nay đến năm 2025,
hợp tác xã sẽ thực hiện liên kết cấp chứng chỉ rừng bền vững cho khoảng 90.000 hecta rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy sản xuất tại xã Thái Long, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang với quy mô gần 14 hecta, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chấp thuận đầu tư. Nhà máy này sẽ sản xuất 4 sản phẩm chính là gỗ nội thất, gỗ cơ sẻ, dăm, viên nén gỗ xuất khẩu. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Sơn là trên 156 tỷ đồng. Để kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ, huyện đã sớm hoàn thành phân bổ kế hoạch cho các dự án cụ thể. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lăng Quán là một trong 13 trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã được khởi công trên địa bàn huyện Yên Sơn. Công trình được thiết kế 3 tầng, 1 tầng hầm, tổng mức đầu tư xây dựng trên 13 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thành được 90% khối lượng công việc. Đơn vị đã tập kết máy móc, vật liệu và huy động công nhân đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của công trình, đảm bảo hoàn thành vào cuối tháng 6 này, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ. Khi chúng tôi triển khai giải phóng mặt bằng để thi công thì xã là rất là phối hợp, đã tạo mọi điều kiện để đơn vị triển khai thi công đúng tiến độ. Về chủ đầu tư thì cũng rất là tạo điều kiện, về các cái giai đoạn nghiệm thu thì cũng rất là kịp thời, về nguồn kinh phí để đầu tư thì cũng giải ngân đúng theo tiến độ thực hiện. Tính đến đầu tháng 6 năm 2022, huyện đã giải ngân được trên 70 tỷ đồng, đạt trên 45% kế hoạch. Nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh đã đạt khối lượng thi công từ 70 đến 80%. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện theo kế hoạch, tiến độ đề ra, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo theo đúng luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, đó là tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn thấp do thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng của một số công trình còn vướng mắc. Khó khăn vướng mắc là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Thứ hai nữa là tình thời tiết có mưa nhiều, và nữa là cái nguyên nhân về cái biến động giá nhiên vật liệu trong quá trình triển khai cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình. Thì về cái giải pháp để mình đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng công trình, huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Về phía chủ đầu tư thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi khi mà các đơn vị đề nghị nghiệm thu, những tổ chức nghiệm thu kịp thời và thanh toán khối lượng cho đơn vị. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các chủ đầu tư có công trình dự án trên địa bàn huyện xác định việc đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó tập trung vào việc đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, nghiệm thu, thành quyết toán các công trình. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, dễ dàng mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo tính kết nối các địa phương, góp phần hoàn thành khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đặt ra là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại. Tại các xã vùng ATK Yên Sơn, người dân rất phấn khởi khi công trình cầu bến nước, cầu suối Cóc và 1,2 km đường dẫn hai đầu cầu tại thôn Cóc và thôn Nhùng, xã Hùng Lợi đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Hai cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời kết nối các xã vùng ATK Yên Sơn với huyện Chiêm Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội trong vùng. Sau khi cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng, thuận lợi cho bà con nhân dân, trước hết là về cái giao thông, chuyên chở hàng hóa là chúng ta không phải sang sông, sang suối. Đối với lại là các sản phẩm nông sản, rồi các sản phẩm của bà con sản xuất ra thì sau khi có được không phải qua mảng, qua sông nữa thì cái giá trị kinh tế thì cũng được nâng lên. Tại huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021-2025, địa phương này tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để nâng cấp trên 50 km đường huyện nhằm từng bước đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông trên địa bàn. Năm 2022, huyện đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, trong đó có các công trình xây dựng đường giao thông trục trung tâm, các xã nhằm tạo kết nối với trục đường chính, tuyến quốc lộ. Đây là tiền đề để huyện đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng huyện nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuyến đường này nó chưa được làm mới như thế này ấy, thì nó rất là bụi, rất là ô nhiễm không khí rất nhiều. Trong khi là cái đường nó chật hẹp ấy, cái xe ô tô rồi là xe máy đi lại rồi học sinh đi đường về là rất là khó khăn. Còn từ khi là được khang trang thế này ấy, thì
Nói chung là những cái nhà xung quanh này rồi là mọi người đều có đường xá để người ta đi bộ ấy. Mọi người đều phấn khởi hơn ạ. Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, Tuyên Quang đang nỗ lực hoàn thành khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại, để nông thôn kết nối với thành thị, miền ngược kết nối với miền xuôi, tạo động lực cho phát triển bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao là xu hướng đang được nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng. Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào đã sản xuất thành công 20 vạn cây mía giống bằng phương pháp nuôi cấy mô để phục vụ sản xuất giống mía nguyên liệu cho niên vụ 2022-2023. Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Tân Trào với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương nhằm nâng cao chất lượng nguồn mía giống, thực hiện tái cơ cấu ngành mía đường của tỉnh. Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương lại tiếp tục có cái ký kết với đơn vị để sản xuất cho nhà máy là 20 vạn cây mía mầm, và sang năm thì sẽ tiếp tục sản xuất. Từ khi trung tâm được thành lập thì sản xuất là cái giống cây trồng nuôi cấy mô ấy, thì người dân Tuyên Quang đã được tiếp cận nhiều hơn với cái giống cây trồng công nghệ cao. Trang trại bò sữa Hồ Toản thuộc Công ty Cổ phần Hồ Toản được đánh giá là đơn vị mở đầu cho làn sóng ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi bò sữa không chỉ tại Tuyên Quang mà trên cả nước. Toàn bộ hệ thống quản lý vận hành các hoạt động bên trong trang trại, từ chế biến thức ăn, theo dõi sức khỏe đàn bò, làm mát, xử lý chất thải, vắt sữa, bảo quản sữa tươi đã được tự động hóa. Trung bình mỗi ngày trang trại sản xuất 14 đến 15 tấn sữa tươi cung ứng cho Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk chế biến sữa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Công ty hiện tại thì ứng dụng theo cái công nghệ nước ngoài của Israel. Công ty cũng mời những chuyên gia về để đào tạo cho công nhân viên. Cũng đang gặt hái những thành quả sau thời gian ngắn ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao và sản xuất. Anh Khoa, xã Yên Phú đã đầu tư xây dựng nhà màng trồng các loại dưa. Toàn bộ diện tích vườn được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng. Mỗi vụ anh Khoa thu hoạch 5 tấn quả. Cả một cái vườn này, nếu mà nói là để mà tưới bằng sức người ấy, thì có thể là hàng chục người tưới trong một ngày không xuể. Nhưng mà với công nghệ Israel này chỉ có một cái máy bơm thôi. Máy bơm nhưng mà nó tưới nhỏ giọt thì chỉ mỗi một lần tưới chỉ trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang được ứng dụng để tạo nên một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.